Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết qua phần trình bày của biên tập viên Minh Phương. Vâng, xin mời chị Minh Phương. Cảm ơn chị Khánh Ly. Sáng nay đi làm thì chúng ta đã cảm nhận được những cơn mưa nhỏ và đó cũng là hình thái thời tiết chung tại Bắc Bộ hiện nay. Thưa quý vị, ở Bắc Bộ đang trải qua những ngày rét nắng bân, trong khi phía Nam thì nắng nóng. Chính vì vậy, thời tiết loài là những thông tin mà mỗi người cần lưu ý nhất vào đầu mỗi ngày. Và sau đây tôi sẽ điểm một số thông tin thời tiết khái quát nhất của các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Ở khu vực Bắc Bộ, tại Hà Nội, nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C, có nơi dưới 17 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, có nơi từ 28 đến 31 độ, thậm chí là trên 32 độ. Ở khu vực ở phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C vùng núi có nơi dưới 17 độ. Xuôi về khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 cho đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. Đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng trong cơn rông có khả năng xảy ra cơn lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 34 độ C có nơi trên 34 độ còn tại khu vực Nam Bộ trời nắng nóng nhiệt độ từ 24 đến 35 độ riêng miền Đông có nơi trên 35 độ khu vực trên biển vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 khu vực quần đảo Trường Sa từ hôm nay có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc, cấp độ 4 Thưa quý vị, một thông tin đáng lưu ý về thời tiết đó chính là tình hình xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ. Từ hôm nay, xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tăng dần cho đến ngày 15 tháng 4, sau đó thì giảm. Riêng sông Cái Lớn xâm nhập mặn duy trì ở mức cao cho đến ngày 20 tháng 4. Độ mặn cao nhất tại các trạm sông Cửu Long trong thời kỳ này ở mức thấp hơn. Các trạm trên sông Vàm Cỏ và Cái Lớn ở mức tương đương so với độ mặn cao nhất tuần từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4. Các địa phương thì cần hạn chế tưới, tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn. Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt trong thời kỳ này. Dự báo từ nay cho đến cuối tháng 4, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm. Sông Vàm Cò và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao. Sang tháng 5, xâm nhập mặn giảm dần, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng đồng bằng Nam Bộ thì cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.